Xin kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ trung bình kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới, nên trong đêm nay và ngày mai Bắc Bộ có mưa rông rải rác. Xe khu vực Trung Du, Đồng Bằng và Hòa Bình, cục bộ có mưa rất to. Cùng với đó, nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ, ngày đêm giao động từ 22 đến 29 độ. Khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên vẫn có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to. Các khu vực còn lại của Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tập trung vào thời điểm chiều tối. Do có mưa nên nền nhiệt độ toàn Trung Bộ không cao, dao động từ 22 đến 31 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ khả năng có mưa lớn kéo dài liên tục nên cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa, nhiều lúc sẽ diễn ra vào chiều tối. Cục bộ có mưa to và rông. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Do có mưa rông nhiều nên các khu vực này cũng cần đề phòng ngập úng ở những vùng trụng thấp. Trên biển, tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại cả hai quần đảo không vượt quá ngưỡng 30 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, gió bắc đến đông bắc cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, với nhiệt độ từ 22 đến 28 độ.